Bây giờ Thanh Điền và Hà Trinh mời quý vị cùng đến với chuyên mục Món Ngon. Thanh Điền ơi, anh có biết là xì dầu với tàu xì thì có khác gì nhau không anh? Khác nhau chứ, một thứ là làm từ đậu nành, một thứ là làm từ đậu đen. Nhưng mà sao tự nhiên hôm nay hỏi về tàu xì xì dầu vậy? Thì đương nhiên là hỏi phải liên quan đến món ăn rồi. Mấy bữa nay trên đi ăn ở ngoài thì thấy người ta có cái món là chân gà hấp tàu xì. Không biết là món này có dễ làm không nữa? Hỏi đúng rồi đó. Bây giờ vô bếp đi rồi Điền sẽ hướng dẫn cho Trinh cách chế biến món chân gà hấp tàu xì. Và quý vị cũng sẽ cùng vào bếp với Thanh Điền và Hà Trinh nha. Các khán giả, đặc biệt là các bà nội trợ đã sẵn sàng sổ tay để mà ghi chép lại công thức chế biến món gà hấp tàu xì chưa ạ? Chúng ta sẽ lướt qua về nguyên liệu chuẩn bị cho món này nhé. Đầu tiên đó là 8 cái chân gà, tiếp theo sẽ là khoai môn, tàu xì. Tàu xì thì chúng ta có thể mua ở những tiệm chà phô của người Hoa. Bột năng, dầu hào, gừng băm nhuyễn, ớt băm nhuyễn, tỏi băm nhuyễn. Và tất nhiên là chúng ta cũng chuẩn bị những gia vị quen thuộc trong nhà bếp như là muối, đường, hạt nêm và dầu ăn. Chân gà khi mà chúng ta mua về thì chúng ta nhớ là rửa sạch bằng nước muối. Sau đó thì chúng ta sẽ dùng dao và khứa theo cái chiều dọc của chân gà như thế này. Để khi mà chế biến thì chân gà nó sẽ ngấm gia vị. Trinh thấy là nguyên liệu chuẩn bị thì đơn giản quá, chưa đến 10 món nữa. Nhưng mà cái phần tàu xì này thì mình phải chế biến như thế nào, hay là ở ngoài đã bán sẵn cái phần sạch như vậy? Tàu xì thì làm từ đậu đen. Khi mà mua về thì vẫn còn nguyên hạt đậu đen. Nên chúng ta cần phải tán nhuyễn ra, hoặc là nhanh hơn là cho vào máy xay sinh tố để mà tạo thành một cái dung dịch sền sệt như thế này. Khoai môn thì chúng ta sẽ cắt thành miếng vuông vừa ăn, chắc là nhờ Trinh lắp điện cắt thành một. Trong khi mà Hà Trinh phụ Thanh Điền sắc khoai môn thì chúng ta cũng sẽ làm ráo chân gà để khi mà chiên chân gà lên thì sẽ không bị dầu bắn ra khắp nơi. Rồi xong rồi Điền ơi, hoàn thành nhiệm vụ chưa? Hơi bị bự á. Nhưng mà 3 cm. Rồi bây giờ thì bật dùm Điền cái bếp đi, chúng ta sẽ cho dầu vào. Rồi. Bây giờ thì chờ cho chảo nóng, chúng ta sẽ cho chân gà vào chiên. Trong lúc đó thì Trinh pha cái phần bột năng ra thành hơi sệt sệt dùm Điền để hồi nữa mà Điền làm nước sốt. Rồi cái phần bột năng này Trinh pha loãng vừa vừa đúng không anh Điền? Đúng rồi. Quý vị nhớ là phải để chân gà thật ráo nước thì sẽ hạn chế được việc dầu bắn nhé. Nhưng mà chắc là cũng không tránh được việc đó đâu. Thành ra là tốt nhất là chúng ta nên lựa chọn một cái chảo sâu lòng một chút thì sẽ hạn chế được việc này. Trinh làm xong cái phần bột năng rồi nè, có xong. Rồi bây giờ thì chân gà cũng đã hơi vàng rồi thì mình sẽ tắt bếp. Bây giờ thì mình sẽ gấp chân gà ra đĩa nha. Dạ, nhìn hấp dẫn quá. Mình rồi. Sẽ chắc bớt dầu ăn. Rồi sau khi mà mình đổ bớt dầu ra thì chừa là một ít dầu để mà mình chế biến cái phần nước sốt. Mình sẽ cho vào tỏi băm, ớt băm và gừng băm. Mình sẽ dặn lửa nhỏ ha. Rồi mình sẽ nêm nếm. Rồi. Cho Điền 1 muỗng hạt nêm, 2 muỗng đường đây và 3 muỗng dầu hào. Tỷ lệ này sẽ dành cho khoảng 8 cái chân gà quý vị nhé. Chúng ta sẽ trộn đều, rồi chúng ta sẽ cho bột năng vào để tạo cái độ sệt. Nếu mà thấy nó quá sệt thì mình sẽ cho thêm 1 miếng nước vào nhé. Rồi cho Điền 2 muỗng tàu xì. Mình sẽ đảo cái phần này lên. Chúng ta sẽ có 2 cách để mà chế biến món gà hấp tàu xì ở công đoạn này. Sau khi mà chúng ta làm phần nước sốt thì chúng ta có thể cho cái phần chân gà chiên lúc nãy vào, hoặc là tí nữa khi hấp thì chúng ta mới chan cái phần nước sốt này lên trên phần gà. Nhưng mà Điền thích là đảo đều cái chân gà với cái phần nước sốt này thì nó sẽ ngấm, nó sẽ ngon hơn, vị nó đậm đà hơn. Đúng nữa. Rồi Điền đã chuẩn bị cái xửng hấp rồi, mình sẽ lót khoai môn ở phía dưới. Rồi mình sẽ cho cái phần chân gà mà đã xào sơ với cái phần nước sốt của chúng ta. Bây giờ thì mình sẽ cho vào xửng hấp và mình sẽ hấp trong khoảng 10 phút. Rồi bây giờ thì mình sẽ chờ trong 10 phút sẽ có món chân gà hấp tàu xì để cùng thưởng thức. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tới giờ rồi, đúng rồi, 10 phút. Nấu ăn với Trinh có lợi quá ha, tính từng phút một luôn.
Đó, hấp dẫn chưa? Rồi, bây giờ thì mình sẽ cho vào đây vài cọng ngò và một ít ớt sắc để mà làm đẹp hơn ha. Món này đúng là ăn với khoai môn là chuẩn luôn á. Bùi bùi bé béo. Ngon thiệt. Không những làm điểm tâm mà làm bữa chính cũng được luôn đó. Điểm 10. Nhưng mà quý vị lưu ý rằng là chân gà thì có nhiều da, chứa rất nhiều cholesterol, không có tốt cho sức khỏe, nên lâu lâu thì mình ăn một lần, chứ ăn nhiều thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Trinh thấy món này hơi bị ngon đó, hay là trưa nay Trinh giữ cái món chân gà hấp tàu xì này làm món chính, kèm theo đó là bún gạo xào xá xíu và tráng miệng là chè đậu xanh nha. Còn bữa tối thì Thanh Điền đề nghị chúng ta sẽ quay trở lại với những món ăn quen thuộc, đó là cá điêu hồng chân tương, cà tím lăn bột chiên và canh mồng tơi nấu với thịt bằm.